Hôm nay tôi sẽ tiếp tục series gọi là mua đồ chơi vô tri nha các bạn. Đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ link cho anh em. Đầu tiên là cái con khỉ này. Con khỉ đánh anh em xem. Ok. Đấy, đầu tiên là con này, nó có kẹo ở dưới luôn nhá, kẹo hình ngôi sao này. Đấy, tí tôi sẽ review kỹ hơn. Đấy, tiếp theo. Quả gọi là vòng xoay kiểu là ở khu vui chơi các bạn. Đấy, xong thì trẻ con ngồi lên đây này. Đấy, đây bấm bóng đây nó xoay này. Rồi. Và kẹo nhá, kẹo Mario. À, ok. Từ từ tôi sẽ cho anh em gọi là xem hết. Đúng anh em. Pot là gọi là máy thử của các boy phú các bạn ạ. Đấy. Này. Đấy, các bọn phố kiểu đấy, máy thở phải không? Máy thở. Máy thở này thì là mấy nghìn nhỉ? Cái này như cũng 15 nghìn các bạn ạ. Đắt thật, mình không biết là trong nó có gì nhưng mà đắt lắm. Cái tí nữa mình sẽ mở ra xem. Cái này cũng 15 nghìn, cái này cũng thế nhỉ. Ok. À, đèn pin các bạn, đèn pin nhưng mà lại có cả cái kẹo cái nào ạ. Ừ. Đấy, tặng cả kẹo này. Nhưng mà cái này không phải bình thường nha, cái này là soi được hình nha. Tiếp theo là đồ chơi vô tri thì không thể thiếu mấy con này ạ. Chu. Hai bất trưởng các bạn này. Con cá sấu các bạn ạ. Đấy à. Đấy. Được tặng cả kẹo nó sau này, kẹo là xương chó ấy các bạn. Xương chó còn bảy màu luôn. Ok các bạn, cái này cũng 15.000 nhé. Đấy, ok, bây giờ vào review chi tiết. Ok, đầu tiên tôi sẽ link cho anh em quả cá sấu nha các bạn. Này nó gọi là cái Choco Dile cái gì này. Ok. Đấy, được. Ở trong này có kẹo xương chó này, kẹo xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu cam luôn nha các bạn. Nói chung rất nhiều màu, rất đẹp nha. Chơi vô tri thật. Đây các bạn. Ít đây. Chú. Hài vãi. Bấm này nó cắp này, cắp này 15k nha các bạn. Đấy, bạn nào thích thì mình có thể tặng nha. Chủ. Đây các bạn. Đây là những khớp nối này. Khớp nối hay phết các bạn, nói chung giải trí phết được. Tiếp theo là cái đèn. Đèn này soi ra có hình đấy các bạn ạ. Đây. Không biết là ngoài nắng này em thấy không. Ừ, ngoài nắng không thấy đâu, tí tôi vào chỗ tối tôi xoay cho. 15.000 được tặng cái kẹo này. Đây, nút bật ở đây. Nói chung tí nữa tôi sẽ test cho anh em. Tôi thấy là xoay ra có hình. Đây, máy thử. Đây, tôi thử mở ra xem nó là kẹo gì trong nha. Nghe như kiểu có cái bột gì trong các bạn ạ. Thôi tôi nghĩ chẳng phải mở ra đâu. Nó có bột gì trong ạ. Đấy các bạn nghe thấy không. Cái này thì in kiểu bảy màu để nắng rất đẹp nhá. Máy thử. Tiếp theo. Quả này thay phết các bạn. Quả này trẻ con chơi chắc thích này các bạn. Đấy bấm vào đây nó xoay này. Trẻ con tầm độ 3-4 tuổi. Đấy. Giải trí viết. Đây các bạn nhỏ rất thích này. Đây cũng được tặng cả xương chó màu cam, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời. Đây nữa này, xanh lá cây à. Ồ, rất nhiều màu nha các bạn. Đấy. Ok luôn.
đấy, có nói chung là đồ chơi trẻ con này thì hay phết. Vô chi thật sự các bạn ạ. Đấy, để không nó tự quay này. Đấy, chứ bọn chỉ bấm một lần rồi xong, để không nó tự quay. Đấy. Rồi nói chung cái đồ này các bạn chơi cẩn thận nha, cả nó gãy nhá. Cái này mình thấy nó rất yếu ấy. Cũng không phải là yếu mà là kiểu như mình bẻ lên bẻ xuống là nó gãy. Là mất chơi đấy. Ok nhá. Tiếp theo là quả con chỉ đây. Con chỉ này nó lay được cái lưỡi này các bạn nhìn này. Đó, nhưng mình vỗ nó lên được cái lưỡi. Hài thực sự các bạn ạ. Mình vỗ vỗ lên nó lên được cả lưỡi nữa. Kéo xuống cái này, kéo xuống. Có đuôi như thật luôn. Đây nó tặng kẹo ngôi sao các bạn ạ. Kẹo ngôi sao xanh, đỏ, cam, trắng. Xanh ngang trời. Đừng cầm chắc mà mình cầm vào mình thịt tạo. Nhìn dậy nhanh nước ạ. Thế chạy qua. Đấy, mấy cái này mình sẽ tặng các bạn nào thích nhá. Bạn nào xem kênh mình nhấn like đăng ký kênh mình và mình sẽ tặng nhá. Các bạn nhá. Con thủy. Đó, nó vỗ xong nó còn le lưỡi ra chứ. Giải trí thực sự đây các bạn nhìn này. Đấy. Ok nhá. Quả trứng không nọ ở đây. Sai hắn nửa của clip trước đây các bạn. Hắn nửa ra rồi. Ui con cá này cũng nửa được các bạn ạ. Đây thấy to lắm. Kìa cá cũng nửa được các bạn ạ. Không hiểu sao mà cá nửa được nhé. Wow. Mình nghĩ là nửa thế này là nửa to hết rồi đấy. Còn mấy hạt không nửa là nó không nửa luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Xanh đỏ tím vàng. Ui có cả cái màu lấp lánh luôn kìa. Nhỏ kia nó như ngũ sắc, nó ra nắng nó lấp lánh này. Hay nhỉ. Mình nghĩ con cá này không nửa được, hết mà nó nửa được này không biết người ta làm bằng cái gì ấy. Nó không mềm như hạt nửa đâu. Ok các bạn nghe này, bạn xem nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ tặng cái này cho các bạn. Đây bây giờ mình sẽ test cái đèn cho các bạn nhá. Mình vào chỗ này giường mình hơi tối tí nó mới sáng. Đấy, đầu tiên là hình con khỉ này các bạn. Ui giời. Nó to luôn các bạn ạ. Mình nhìn càng cao nó càng to. Thấy chưa? Quá đẹp luôn các bạn ạ. Rõ phết đấy. Sợ. Đẹp nhờ, mình chuyển con khác nhỉ. Wow, gấu trúc các bạn ơi, gấu trúc. Trong tay mình hơi run. Gấu trúc đang cầm cành trúc để ăn các bạn ạ. Wow, con thỏ các bạn ạ. Con thỏ, hình con thỏ đây. Đấy, đẹp nhờ. Nhưng bây giờ các bạn nhỏ nhiều đồ chơi hay thật đấy. Wow. Đẹp thật đấy. Tiếp theo con gì đây? Wow, con cá ngựa các bạn ạ. Cá ngựa. Wow. Đây, đấy, càng thu nhỏ lại thì nhìn này càng rõ các bạn ạ. Wow, đẹp thật. Tiếp theo con khác nhé. Wow, à thì hết rồi, con một con này. Hai con, ba con, bốn con, năm con. Đúng rồi, năm con thôi các bạn ạ, nhưng mà đẹp thật. Đang thú vị phết cái này cho các bạn nhỏ chơi quá hay luôn. Ok các bạn, nếu các bạn thích cái nào thì các bạn bình luận phía dưới nhá và mình sẽ tặng các bạn nhá. Thì các bạn nào mà ở gần thì càng tốt. Ok. Mình sẽ mang ra cho các bạn. Hay phết này các bạn. Ui chim thực sự. 15.000 cái này mình thấy tiền thì hơi đắt nhưng mà giải trí thì cũng cao. Đấy cũng hợp lý thôi. Đây con cá sấu này. Mình thấy ưng nhất trong đống này là cái con cá sấu này. Chú. Với con khỉ này.